Rồi, nào nghe. Rồi. Hôm trước thì chúng ta đang học cái tương tác trên cơ sở dữ liệu bằng PHP. Giờ mà đi cái file có người ở trong PHP của chúng ta muốn tương tác với cái chức năng nào, chúng ta đưa cái đường dẫn, ví dụ như kiểu là local host vào trong project này, xong rồi sượt đến cái file chúng ta nghĩ. Tức là cái mục đích của các bạn muốn thực thi chấm PHP như thế này đúng không? Để thực hiện cái việc là thêm sửa xóa hoặc là hiển thị một danh sách các sản phẩm hay là chi tiết của sản phẩm nào đấy, thì các bạn làm kiểu như này đúng không? Nhưng mà nếu mà vẫn chúng ta làm cách này vẫn làm được web, không lấy ý kiến gì cả, vẫn làm được web, tốc độ rất là cao. Tuy nhiên nếu mà sau này chúng ta cứ thử tưởng tượng xem một chức năng của chúng ta là bao gồm một module chứ. Đọc mã nào. Một cái chức năng của chúng ta ví dụ như một module của chúng ta ví dụ như giờ này, product này, category này, rồi thì image này, rồi thì tag này, comment này, payment này, đúng không? Rồi thì là trang web config đó, những cái web config, những cái thứ như này. Nếu mà chúng ta tiến hành làm theo cách cũ, tức là cách chúng ta vẫn đang làm mấy ngày hôm nay, thì mỗi một cái này nó đều có những cái chức năng. Thứ nhất là list danh sách đúng không? List này, create này, update này và delete. Và mỗi một cái chức năng, ví dụ như đặc biệt như là create thì nó phải là một cái form và một cái set đúng không? Đây cũng là form, đây cũng là set. Chúng ta đến tôi sẽ cần bao nhiêu file cho một cái module. File list này cũng là một file đúng không? Một file, form là 2, set là 3, lại form update là 4, set là 5, delete là 6. Tận 6 file. Thế nếu mà chúng ta để như này mà chúng ta cần phải thêm sửa xóa cho bao ngày cái tảng của cơ sở dữ liệu gọi là tảng nó dễ hiểu, thì chúng ta sẽ đặt tên các file và tổ chức cái cấu trúc. Nếu có thư mục thì chúng ta sẽ tổ chức như này. Nó thử kể cho tôi xem, thử tự cấu trúc xem nó ra làm sao để xem người khác có hiểu không. Hào thử làm đi. Ví dụ bây giờ tôi muốn quản lý về user thì tôi sẽ tạo các thư mục và tạo ra các file như nào để giúp tôi làm bằng này cái tính năng. Rồi chúng ta sẽ tạo file. Có tạo thư mục không? Có tạo không? Có. Đây là user à? User. Rồi sao nữa? List user, list user.php. Gì nữa? Create user.php. Save user.php. Update user.php. Save update user.php. Delete nữa. Nhảy. Sau các module khác lại nhân lên. Đúng không? Rồi ok xong. Xong nhá. Xong chưa? Thì chúng ta có thêm các cái thư mục là product này. Mỗi module chúng ta lại có thêm thư mục là ví dụ như product này. Tương tự đúng không? Rồi category, rồi image, gallery đi, rồi gì nữa, tag, một rổ. Xong, đây là xong về cái module bình thường, thêm sửa xóa bình thường. Nhưng mà thực chất ra khi mà các bạn làm web ấy, bằng này chưa đủ. Chúng ta có nghe bao giờ nghe cái client side và phía admin side không?
bên này là bên khách hàng nhìn thấy và bên này là bên người quản trị vào để thử xóa dữ liệu để login vào trong loại này không? Bây giờ sao? Giờ đang không được gì? Lại đặt thư mục admin riêng. Rồi, thư mục admin. Admin. Xong rồi lại bê toàn bộ cái nội dung bên này vứt vào trong này. Có thấy ông bị điên không? Rồi, thế vậy thì thằng Giang cần giáp vào. Bây giờ tôi muốn giáp là tiếp nối công việc của thằng Hảo. Coi như là vừa vào một giây đi. Bây giờ xây dựng cho tôi một module quản lý về payment trong hệ thống này cho người quản trị. Rồi. Mở cái này ra đúng không? Rồi. Tạo một cái payment. Payment. Tất nhiên là ở phía ngoài nó cũng có payment đúng không? Payment cho client. Rồi xong, cái này đúng không? Đúng chưa? Rồi sao nữa? Rồi thêm sửa xóa vào. Xong. Thế vậy thằng đô đi. Đô đâu nhỉ? Đô. Bây giờ vào lại vào tiếp project này, nâng cấp chức năng của hai anh là anh Giáp với anh Hảo lên. Bây giờ khách hàng chỉ bảo là tao không muốn cái phần payment này nó như thế này. Tao gửi cho một cái màn hình. Mày nâng cấp cho nó lên thì có biết là ở chỗ nào để sửa không? Và cụ thể là file nào để sửa không? Rồi luồng dữ liệu của nó ra làm sao để sửa không? Có biết không? Thứ nhất là khó hình dung. Thứ hai nhìn mặt nó đến bây giờ nó vẫn còn đang ngơ ngơ kìa. Nó chẳng hiểu các bạn đang làm cái gì cả. Đúng không? Tất nhiên khi mà cấu trúc mà các bạn do nếu ví dụ cấu trúc như này do chính các bạn dựng ra thì các bạn có thể là làm quen, các bạn làm quen với dòng các bạn để nó ăn. Cho nên các bạn có thể thêm sửa xóa cấu trúc từ mục của các cái file các thứ đủ kiểu để biết làm sao các bạn sẽ làm nhất, đúng không? Nhưng đấy là các bạn, nhưng mà nếu các bạn bê cái project này sang một công ty khác, các bạn chuyển công ty mà muốn bê sang công ty khác để làm, công ty đấy họ không muốn dùng cái tên là nó rõ ràng như bạn đặt ở đây category nó là kết một cái là kết sau một con thằng khác nó thấy mình đặt tên không hợp lý lắm, nó lại tiến hành là tạo ra thêm một cái rõ ràng hơn là category chứ nó không sửa các bạn. Đến lúc đấy có người mới vào nữa, người ta yêu cầu cái thằng mới đấy là cập nhật một cái chức năng của kết tức là của danh mục hay là tiếng Việt rồi. Xin lỗi thằng đấy thì biết tìm của thằng kết hay là của thằng category đều lại tạo cái mới, mỗi ông một custom file đúng không? Và cuối cùng là project nó loạn lên và đến một cái mức độ nào đấy thì code của các bạn nó sẽ chuyển trạng thái là chống maintain, tức là không thể maintain được, không thể sửa được. Thì đấy là cái kiểu là mạnh thế nào thì thế và kiểu là nông dân như này, hiểu chưa? Đấy là nếu mà chúng ta muốn phát triển không có định hướng, khi làm một cái không có định hướng, mình thích vào đâu mà mình chọn vào đấy thì các bạn sẽ chết, chết một cách sớm chứ không phải chết muộn đâu, sau này thì sẽ chết. Ngoài ra khi mà chúng ta làm cái điều kiểu như thế này thì chúng ta vào trong cái phần ví dụ như any product đúng không? .pp như này có thấy lộ cái đường dẫn thư mục không? Lộ tên file, người ta sẽ biết được luôn các bạn code bằng công cụ gì, đúng không? Code bằng ngôn ngữ gì, xong chưa? Mà mỗi ngôn ngữ nó lại cách cách chia, lại kém bảo mật đi, người ta cố gắng ném bớt đi người để đi, còn không được mình cố phôi vô rằng thế là chết rồi, đúng không? Ví dụ như các bạn nhìn ấy, nhìn qua Facebook nó code ngày xưa nó kêu nó code bằng PP đúng không? Bây giờ mình nhiều quá rồi mình không biết được, nhưng mà ngày xưa nó kêu nó code bằng PP đúng không? Có thể nào chứng minh được là nó code bằng PP? Chẳng có ai chứng minh được là code bằng PP, chẳng có dấu hiệu nào để biết là nó code bằng PP, đúng không? Thế chỉ có mồm nó nói ra thì mới biết, chúng ta mới biết thôi, chứ còn nếu nó không nói thì chẳng ai biết.
Thì đấy là một phần trong cái việc bảo mật ở trong dự án của chúng ta. Ngoài ra còn gì nữa biết không? Cái đường dẫn này không thể sell được, đúng không? Không thể nào sell được với cái đường dẫn kiểu như này. Nó dài và nó chẳng có ý nghĩa mẹ. Cho nên bởi vì chúng ta phát triển web truyền thống, tất nhiên là nó vẫn chạy được, nhưng mà nó có quá nhiều rủi ro. Rủi ro ở việc làm việc nhóm với nhau, rủi ro ở việc thiết kế hệ thống, rủi ro ở bảo mật, rủi ro ở cái việc quảng bá sản phẩm cho khách hàng. Cho nên là người ta quyết định là không hoạt động theo, không làm web theo cái mô hình cơ bản như này nữa. Mô hình cơ bản như này chỉ để cho các bạn làm quen với PHP thôi. Và sau này người ta làm theo một cái mô hình khác, không kiểu là cơ bản này là người ta sẽ bắt người ta nghĩ ra một cái mô hình nó gọi là MVC. MVC đây là một cái mô hình phát triển sản phẩm nhá, nhớ nhá. MVC là một mô hình, mô hình phát triển sản phẩm, đúng chưa? Mô hình phát triển sản phẩm trong cái ngành công nghệ thông tin của chúng ta thì nó có lợi ích gì và nó tại sao người ta lại đặt tên như này? Thì về nguyên nhân ấy là nếu mà chúng ta áp dụng cái mô hình MVC này ra thì tất cả mọi thứ sẽ xoay quanh ba cái thành phần là Moodle, View và Controller. Và ngoài ra ba thành phần này chúng ta đã tạo thành ba cái thư mục tên là Moodle, Controller và View. Nhìn cái bên này trong đây nó chứa những cái gì đúng không? Ba thành phần này chúng ta sẽ bao gồm Moodle là những cái lớp có khả năng tương tác với DB và các cái lớp vừa có khả năng tương tác với DB và những cái đối tượng cụ thể chính xác hơn vẫn là những cái đối tượng được tương tác với DB trong hệ thống của mình. Thì đây là cái phần Moodle. Cái phần View là file hiển thị giao diện người dùng. Thì ra tôi không nhắc đến cái chữ đối tượng hay là cái chữ lớp ở đây, bởi vì nó là một file PHP thuần mà nó xử lý bình thường. Còn controller nó cũng là các lớp, nhớ nhé, nó là các lớp để giúp chúng ta xử lý logic. Cần cái gì, cần dữ liệu thì gọi từ đây, muốn hiển thị giao diện thì gọi về đây. Nó là thằng trung gian đứng giữa dữ liệu và giao diện của người dùng. Và cái vòng đời của một cái ứng dụng mà hoạt động theo mô hình MVC, người ta sẽ là bắt đầu như sau. Bao giờ chúng ta có một cái thứ gọi là cái browser đúng không? Bạn nào dùng web và không dùng browser ở đây không? Cái browser sẽ tiến hành là viết cái thay address xong enter xuống thì nó sẽ làm gửi một cái request, một cái tín hiệu lên trên phía server của chúng ta. Tất cả những thứ này nằm trên server. Đây là server, gửi lên server, đây là request gửi đến server. Sau đó ở server này chúng ta nó sẽ tiến hành là phân tích cái request này gửi lên dựa vào các cái URL của người ta viết ra gửi lên. Thì chúng ta sẽ là quyết định được cái controller nào xử lý cái logic cho request A, request cái controller nào xử lý cho request B. Và controller để xử lý chi tiết được thì chúng ta phải chia ra các hàm, đưa vào các hàm xử lý cho các mẫu của request một. Trong các hàm này chúng ta tiến hành cần database thì gọi đến model, model tương tác với DB, tương tác với DB, DB trả lại dữ liệu cho Moodle, sau đó Moodle lại trả lại data cho hàm và controller. Sau đó hàm này nếu trong trường hợp không cần trả lại view giao diện cho người dùng thì nó cứ echo đây cũng bình thường, hoặc nếu cần trả lại view cho người dùng thì nó tiến hành input thêm cái một cái file view và người dùng sẽ nhìn thấy cái giao diện từ cái file view này. Tất nhiên file view là file PHP. Thằng controller, cái hàm controller này nó sẽ truyền được dữ liệu từ cái hàm của nó ra ngoài view để cho chúng ta tiến hành custom dựa vào cái view kia, dựa vào cái data truyền ra để hiển thị giao diện. Và người dùng đến lúc này là có một cái view về cho trình duyệt và
sẽ bắt đầu bấm vào những cái nút hoặc những cái form hoặc là bấm vào những cái link để lại gửi một request mới lên và lại bay vào trong controller, lại vào nạp, lại tương tác với mô hình DB và lại xin thẩm định. Đây là cái vòng đầu. Đây là bước 1, bao giờ sẽ đến bước 1. Sau đó là từ controller đến hàm là bước 2, từ hàm về mô hình là bước 3, đây là bước 4, đây là bước 5, và đây là bước 6. 6 bước vòng đời của một cái MVP. Thì đấy là cái nói về lý thuyết mô hình. Đấy là nói về lý thuyết mô hình thôi. Chứ thực ra khi mà làm việc dự án thật, có nghĩa là dự án tương đối thật, nói thế cho nó đúng, thì chúng ta sẽ gồm những cái gì? Trong project sẽ chỉ có những cái này. Tôi delete bớt đi cho đỡ vướng. Đó, sao chưa xóa được cái này nhỉ? Rồi. Trong project của chúng ta sẽ chỉ còn model, còn controller, còn view. Và duy nhất một file index nữa. Mỗi tội tôi xóa trắng đi, không dùng cách cũ nữa. Xong. Đây là cục project, đây là cái cấu trúc cơ bản của project MVC, nó chỉ có như thế này. Thì bây giờ nó sẽ hoạt động như thế nào? Tôi làm nó cách dễ hiểu trước nhé. Thì chúng ta sẽ truy cập vào cái project này như sau. Chúng ta có localhost. Localhost này. Sược cái gì nhỉ, lớp mình là lớp PT12311 sược L08. Ủa, có gì đó sai sai. Trừ PT2. Không có gì đúng không? Tức là nó đang chạy vào file vào cái index.php của chúng ta. Ở đây tôi viết là echo ra 123 ví dụ như vậy để chứng minh là nó đã chạy đúng rồi. Được, xong. Sau đó bây giờ chúng ta tiến hành như sau để hiển thị ra một cái view trước. Đi từng phần một nhá, hiển thị view trước, sau đó mới hiển thị về. Sau đó mới lấy dữ liệu và cuối cùng mới đến controller thì chúng ta coi này. Ở đây tôi sẽ tiến hành là có một cái biến tên là name bằng thiện th chẳng hạn, hoặc là hello world đi. Xong, biến tên là hello world. Chúng ta tiến hành include one một cái file là views sược homepage chấm php. Được chưa? Views sược homepage chấm php. Copy. Trong này chưa có file, tạo file ra homepage chấm php. Ở đây tôi có một cái thẻ là thẻ h1 và tôi echo ra cái chữ $name và tôi reload lại. Cái này lợi ích là gì? Các bạn có nhìn thấy cái đuôi PHP ở đâu không? Có nhìn thấy cái file nào là file có hiển thị giao diện không? Chẳng ai biết được. Nhưng mà tôi vẫn truyền dữ liệu ra ngoài view. Đúng không? Bởi vì include và include thì thực ra nó giống như require của các bạn thôi. Include nó chỉ là bê nội dung của một cái file khác đặt vào cái vị trí tôi include, cho nên là nó sẽ giấu được cái đuôi của tôi đi. Tôi không phải vào chi tiết trong cụ thể cái file đấy để tôi hiển thị dữ liệu nữa. Xong chưa? Include thì các bạn nên hiểu này, include rồi chúng ta nên phân biệt include và require thôi. Tại sao mình phải dùng require hoàn toàn? À, sai. Include nó khác với require ở đâu? Tại các bạn nhầm quá xa rồi. Chúng ta phải phân biệt khi mà dùng include, khi nào dùng include, khi nào dùng require. Include và require đơn giản nó là b một nội dung, đều có chức năng là b một nội dung của một cái file khác đặt vào cái chỗ include và require đúng không? Nhưng mà hai cái thằng nó khác nhau ở duy nhất một điểm, đó là require thì nếu mà gặp lỗi thì phải bị lỗi, kể cả trong file kia nó cũng hiển thị lỗi đúng không? Còn đấy là require, còn include thì sẽ không hiển thị lỗi. Chạy thôi, được chưa? Thế vậy thì khi nào dùng require, khi nào dùng include?
thì ví dụ trong quá trình chúng ta phát triển logic, những cái lỗi liên quan đến xử lý logic nó sẽ nằm trong các file về xử lý, về cộng trừ nhân chia, lấy dữ liệu các thứ kiểu, đúng không? Thì chúng ta cần phải biết được chính xác cái dòng nào chúng ta sai thì chúng ta tiến hành require vào để biết được nếu mà chúng ta không nhét một vài file thì chúng ta biết được chúng ta sai dòng nào, có điểm chi tiết mà, đúng không? Nhưng nếu mà cái đoạn đấy mà chúng ta dùng include thì sao? Nó có hiển thị đâu, biết sai đâu mà sửa không? Đúng không? Còn với cái include nên dùng khi nào? Bởi vì include nó không hiển thị lỗi, cho nên cứ cái nào liên quan đến hiển thị về giao diện nhét include vào. Bởi vì người dùng chẳng ai mong muốn là tôi bê lỗi của tôi đặt vào trước mặt ông chứng minh cái năng lực yếu kém của tôi, đúng không? Hiểu chưa? Hiểu include và require chưa? Còn include one và require one thì có ý nghĩa là như nào? Bây giờ tôi tiến hành như này nhá, thử phát. Ví dụ như sau. Đây, tôi tạm thời comment hết cái dòng này vào nhé. Tôi có làm được cái việc này không? Function A test bừa đi. Echo A1 đúng rồi, function biết sai. Lắp cái kết thằng này lên. Cũng A, nó hiển thị A2. Này có chạy không? Chấm vẩy ở đâu? Chấm vẩy ở đâu? Này có chạy không? Tôi echo thêm ở dưới này nữa, echo 1, 2, 3. Này có chạy không? À, chạy gì? Rồi, ok, chạy. Chạy thì chạy. Có chạy không? Thì lỗi đây là cái gì? Cannot redeclare định nghĩa. Redeclare định nghĩa là không thể định nghĩa lại cái hàm A được. Bởi vì hàm A nó đã cùng trước rồi, dòng sai ở dòng số 7. Mở dòng số 7 nó xem có sai không. Sai dòng số 7 đấy. Sai từ đây, bắt đầu từ đây. Tức là chúng trong PP nó không chấp nhận cái việc là tạo ra hai cái hàm có cùng tên. Đúng không? Hai cái hàm cùng tên thì chấp nhận. Hai cái lớp cùng tên thì càng không chấp nhận thôi. Được chưa? Thế vậy thì require có ý nghĩa là... Thế vậy cái này không ảnh hưởng đến require. Bây giờ các bạn coi nhé. Tôi cắt cái này đi. Tôi tạo một cái file khác là file test.php. Tôi viết vào đây. Và ở trong cái index này tôi không sử dụng thằng này nữa. Mà tôi chỉ tiến hành require. Require cái file test.php. Tuy nhiên là hai lần. Thì ra có chạy không? Khác gì không? Ở đây nếu mà chúng ta bê cái nội dung của một file nhét vào đấy hai lần thì không khác gì chúng ta biết một cái file nội dung của một file ở trên và một cái nội dung của chính file ở dưới, nó lại bị lỗi này, đúng không? Như vậy nó sẽ xảy ra lỗi. Và trong cái project của chúng ta các bạn có đảm bảo được cái việc là có chắc chắn được là chúng ta chỉ biết một file. Nếu mà một file thì mình kiểm tra được cái file này là đã bị quay rồi hay chưa, còn cách gọi là chung ép tìm kiếm cái tên hàm, đúng không, hoặc là tên file require. Còn nếu mà trong project của chúng ta sẽ có rất là nhiều file thì chúng ta chẳng biết được khi nào chúng ta đã một cái file chúng ta đã require trước và require rồi đấy chưa, đúng không? Cho nên người ta mới sinh ra cái trò đó là require once. Ý nghĩa của require once là gì ạ? Không phải là chỉ một lần. Ý nghĩa của thằng once này không phải là chỉ một lần nhé, mà là khi mà thực thi cái require one này, nó require hay require one này nó đều là hàm cả, chẳng qua là cách dùng nó hơi lạ thôi. Chứ còn cái ý nghĩa của nó là cái file require, cái hàm require này là kiểm tra xem cái file nằm ở trong cái dòng cũ phải đấy nó đã được require chưa. Nếu được require rồi thì bỏ qua cái require phía sau, tức là bỏ qua chính nó. Còn nếu mà chưa có thì
quan nào. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của nó, và include one cũng thế. Xong chưa? Đấy là ý nghĩa của require và include thôi. Quay trở lại với cái bài toán kia. Đã hiểu chưa? Hiểu cái include và require chưa? À, tốt, câu hỏi thông minh. Ví dụ 1 cộng 0 bằng mấy? Ừ. Thằng require đầu tiên của bạn, nó ở đằng trước nó chưa có gì đúng không? Nó require được thì nó là 1 đúng không? Thằng require thứ hai thì ở trước nó có rồi nó sẽ trả về 0 đúng không? 1 cộng 0 bằng mấy? Bằng 4. Tức là nó chỉ require một file thôi. Còn đoạn phía sau nữa sao require thứ ba sao? Nó tương đương với việc là 1 cộng 0 cộng 0. Bao nhiêu cái require cùng một file thì là cộng bằng đến cái 0 thì là chỉ luôn luôn bằng 1 thôi. Được chưa? Xong, đây là tôi chứng minh cho chúng ta cái việc là chúng ta có thể là truyền được một cái dữ liệu từ một cái file A sang một cái file B bằng cái input. Được chưa? Bây giờ tôi tiến hành tiếp như sau, bây giờ tôi sẽ sử dụng model để tôi hiển thị dữ liệu. Tôi không có name nữa mà tôi tiến hành là require once cái model dược gì nhỉ? Product .php và tiến hành là biến product bằng product 2.2.own và require one cái file này thì tôi tiến hành ở bên này. Tôi sẽ tiến hành ở home này thì tôi sẽ không có echo này nữa, tôi có html tử tế. Trong này tôi có một cái table. Ở đây là ID, dưới là name của sản phẩm. Đây tôi sẽ tiến hành for each cái biến post và product s key value. Product không có s gì à? Có mà. À thiếu chữ P. Và tôi bê cái này lên. Ở đây là echo ra cái $P trở đến ID đúng không? Cái này không khó. P trở đến name xong. Được chưa? Logic. Đến chỗ này có khó không? Hỏi đã. Logic đến chỗ này có hiểu không? Chúng ta làm gì? Tôi đang làm gì các bạn? Có hiểu không? Không hiểu chỗ nào chỉ dòng số 5 là cái input này đúng không? Rồi. Thế nếu tôi viết như thế này thì có hiểu không? Này có hiểu không? Này có hiểu không? Nó chỉ đơn giản là chạy số thôi đúng không? Đúng chưa? Này nhìn thấy hiểu đấy. Include one tôi nói rồi, include one nó chỉ là đơn giản là mang cái nội dung của cái homepage này vào. Đúng là đúng một cái vị trí include. Đặt đúng ở đấy thôi. Nó không khác gì cả. Nó không khác thì chúng ta vừa làm cái việc này. Được chưa? Đã hiểu chưa? Rồi, tôi trả lại như cũ. Đến đây thì hiểu đúng không? Đến đoạn này còn ai không hiểu không? Tiếp tục nhá, tiếp tục này. Đây là tôi muốn cái này là trang chủ của tôi đấy. Đây là tôi muốn là trang chủ. Nhưng mà sau này tôi muốn còn nhiều cái bài hình nữa. Thì các bạn coi này. Tôi sẽ tiến hành như sau. Có một cái biến là biến URL bằng iset $ gạch dưới get cái R. R là round, từ round này các bạn cứ thông thả bằng chu này. Thì cái biến URL này sẽ bằng cái giá trị của R, get R. Còn nếu không thì nó sẽ bằng sược.
Sau đó tôi tiến hành switch. Tôi biến URL case là xược như thế này. Thế này có hiểu không? Cứ từ từ đọc xem có hiểu không đã. Nếu trên URL của chúng ta có cái hỏi chấm r bằng cái gì đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ dán trực tiếp URL cái bằng cái giá trị của cái hỏi chấm r bằng. Tức là mình dán bằng cái giá trị xong đúng không ạ? Còn nếu không có cho nó bằng cái xưởng này, được chưa? Thì tôi tiến hành email, cái này tương tự mình có email rồi. Nếu kiểm tra cái giá trị của biến URL, nếu nó bằng cái xưởng kia thì tôi sẽ cho nó hiển thị cái tham chủ. Nếu mà nó bằng cái detail, tôi sẽ hiển thị cái chi tiết sản phẩm và tôi break ra. Thế còn nếu mà vào những cái tôi chưa định nghĩa thì tôi sẽ hiển thị là chẳng không tìm thấy. Được chưa? Thì giờ chúng ta có gì? Ồ lỗi à? Trong nào? Ở đây thiếu chấm phẩy. Trang chủ nhá. Hỏi chấm r bằng detail. Mất đuôi pp chưa? Bây giờ có gì? Chi tiết sản phẩm này. Detail thiện DH. Không tìm thấy. Có hiểu tôi đang làm gì không? Hiểu tôi đang làm gì không đã? Đây là tôi sẽ tiến hành là tất cả các request của tôi, mục đích tất cả các cái yêu cầu gửi lên website của tôi nó đều chạy vào trong cái file index.pp này. Sau đó tôi tiến hành phân tích cái URL, cái tham số URL ở trên cái trình duyệt đấy để tôi đưa về các cái chỗ để tôi xử lý logic khác nhau. Ví dụ như các bạn chi tiết này đúng không? Đây tôi hiển thị cho các bạn chi tiết của sản phẩm nhé. Ở đây tôi sẽ có thể là có một cái biến ID bằng đô la gạch dưới get ID và tôi sẽ có cái biến product bằng product 2.a.file hay file 1 nhỉ? File, cái biến ID kia. Và tôi chi tiết sản phẩm này tôi sẽ để hiển thị là product cho đến name. Ở đây bây giờ tôi sẽ có là detail r bằng detail và id bằng 1 iPhone X bằng 2 iPhone 8 bằng 3 Samsung. Thế bây giờ chúng ta mới chỉ tương tác với những cái gì? Thứ nhất là phân tích URL trước khi vào controller và tôi hiển thị ra được view cùng với data lấy từ module. Đúng chưa? Tất cả là URL. Thế vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục giải quyết cái vấn đề là truyền dữ liệu vào đây như thế nào? Vào đây này. Tôi muốn xem chi tiết cái sản phẩm này thì tôi làm nào? Đường dẫn là gì? Tôi có một thẻ A này. href bằng index.php hỏi chấm r bằng detail và id bằng echo của đô la p trỏ đến id và tôi hiển thị cái nội dung ở đây. Bây giờ các bạn coi cái giao diện của tôi bỏ r bằng này đi. Samsung S8 nhá, Nokia 6 nhá, Huawei nhá,
Tức là nó có hoàn toàn có thể chuyển các trang cho nhau. Chúng ta chỉ việc thay đổi cái gì thôi, cái đoạn này thôi, cái đoạn R bằng cái gì đấy. Và chúng ta nếu muốn thêm sửa xóa một cái màn hình nào đấy thì chúng ta luôn luôn phải bắt đầu từ cái URL, đúng không? URL của chúng ta đã quy định với nhau là có cái R bằng này, nó sẽ quyết định là đưa vào cái chỗ nào để xử lý. Thì sau này muốn xử lý mới hay là muốn sửa lại một cái cũ thì chúng ta phải phụ thuộc, chúng ta phải xem lại cái R bằng này, cái quả, cái nào đằng sau này nó giá trị là cái gì để chúng ta tiến hành tìm. Đây, tôi copy đi kìa. Và tôi về trang, luôn luôn nó bắt đầu từ trang index, tôi về tôi tìm xem có chỗ nào không thì là sẽ biết là cái thằng của nợ nó biết trước ấy, nó sẽ xử lý như nào và xử lý ở đâu. Được chưa? Đưa hết về một trang, sau đó là switch case để xem nó xử lý ra làm sao. Đến đây đã. Cái này chưa thấy có gì kinh khủng đúng không? Chưa, cái này là đã có cái gì nó kinh khủng đâu. Nhưng bây giờ nó ít ra các bạn để nghe. Nó kết hợp được view, giá, model. Được 2 trên 3 rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục làm như thế này, chúng ta vẫn làm được web. Vẫn làm được web và làm nhanh luôn đấy. Nhưng mà có cái điểm sợ. Có sau này một cái project của chúng ta có hàng nghìn URL. Thế là cái file này phải dài đến đâu view, đúng không? Nó sẽ cực kỳ dài. Chưa tính đến những cái việc xử lý logic phức tạp, ví dụ như set hoặc là update chẳng hạn, nó phức tạp thì nó cực kỳ dài luôn. Và cũng chả nhẽ là một team của khoảng 20 thằng vào tranh nhau sửa cho nó bay, đúng không? Thế chết chắc luôn. Vậy chúng ta có thêm cái thằng gì? Add thêm controller vào đây. Ví dụ đây là trang chủ đúng không? Tôi xác định đây là trang chủ rồi. Tôi sẽ có home page, home controller .php. Trong này tôi sẽ viết PHP và tôi tiến hành là tạo ra class là home. Tên file tôi viết như nào? Ở trong này tôi viết như vậy. Home controller hàm là hàm index. Tiến hành ở đây tôi sẽ là, tôi copy cái này vào, và copy luôn cả cái nội dung của thằng này sang. Sau đó ở index này tôi tiến hành là require one, cái file controller sược home controller.php. Ở đây tôi tiến hành ctl bằng new home controller và ctl trỏ đến index, đóng mở ngoặc, xong. Thử xem có chạy nhé. Có chạy không? Reload này. Thì ở đây chứng minh một điều là gì? Sau này những cái cây để chúng ta nó sẽ chỉ luôn luôn trong vài ba dòng, cái gì vài ba dòng, một dòng là CTL bằng new controller là bạn quyết định xử lý này, một dòng nữa là cái CTL gọi đến cái hàm sẽ xử lý logic ở cái dòng. Bây giờ cái này là detail đúng không? Chúng ta có controller để xử lý, controller và hàm để xử lý cái detail product chưa? Chưa đúng không? Chưa thì tạo ra. Đây là product controller.php. Tôi không thích viết ở trong home kia thì tôi viết ở chỗ khác, chẳng ai cấm được cả. Class product controller, đây là hàm detail đúng không? Ở đây tôi lại giống như bên kia, đi copy lại. Đấy, right. Và nhớ là đây là chúng ta dùng product không thì lại require one. Cái model sược product.php xong. Và ở đây tôi tiến hành require one thêm cái file là product controller. Và lại đi copy lại hai cái dòng này. Xong.
Hả? À đây đây, hàm detail đúng không? Đúng không, hàm detail. Sao? Kết quả như cũ. Nhưng mà chúng ta có một cái mô hình nó chuyên nghiệp hơn. Các bạn nghĩ này. Sau này nếu mà các bạn muốn triển khai quản lý về user chẳng hạn, user controller, cái controller đấy nó thuộc về cái phía admin, thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục là admin nằm trong cái controller kia, và cái admin controller quan trọng đấy. Còn ở ngoài là cho việc client để nó biết làm sao chúng ta xử lý cái URL nào nó chọn đúng vào trong cái lớp và làm tương ứng nằm trong. Bây giờ đạt. Bây giờ tôi muốn đạt làm thêm cho tôi một cái hàm để giúp tôi xóa một cái sản phẩm đi. Có cái u cho tôi cho hẳn đạt cái URL là case là delete product. Bây giờ đạt làm như nào nữa? File gì? File để xóa đặt là gì? Delete product controller. Tại sao phải khổ thế? Hả? Tại sao không dùng luôn product controller? Viết ra nhiều file càng ngày càng loạn, chứ không phải viết ra nhiều file càng ngày càng tốt đâu. Đấy, lớp đây và hàm đây. Tại sao không viết là tận dụng luôn cái product controller và viết thêm một hàm delete? Như này có được không? Class nào nữa? Để im cho nó nghĩ, Hai nãy giờ nó đang làm gì ấy? Thế tôi mới hỏi, không phải tự nhiên tôi hỏi đâu. Tôi đang chưa hiểu ý bạn. Tôi đang hỏi là viết như thế này có được không? Nếu mà tôi viết như thế này rồi tôi phải làm gì về gì tiếp? Tạo một function để xóa đúng không? Trong cái controller nào? Product controller. Xong rồi sao? Copy bên kia. Đây. Đây à? Rồi copy cái gì? Copy cái này. Copy này làm gì? Copy này làm gì? Như này thì lại thạch đấy nhá. Thật đấy. Rồi đi thi tôi sẽ cho các bạn cấu trúc MVC y xì kẹt như thế này. Chỉ có ngồi làm, xem cái nào thiếu thì viết thêm, cái nào có rồi nếu mà nó không đúng thì sửa. Đấy, đi thi á. Y xì nguyên đúng như thế này luôn. Base model tôi đã cùng các bạn xây dựng xong rồi. Bây giờ là học về mô hình MVC và cải tiến nó thôi. Còn nếu mà không nắm được cái này thì xác định học lại chắc. Được chưa? Chiến. Nào, copy cho dài code. Logic để xóa một cái phần tử product dựa vào ID của nó thì làm như nào? Tôi cho luôn code ai lấy ID.
đấy, có ID của product rồi đấy. Làm sao để xóa một cái product đi? Rồi. Sao nữa? Tham gì để xóa một sản phẩm? Sau đó chúng ta xóa xong rồi chúng ta sẽ phải header location về index.php. Xong. Đây tôi thay cái chữ detail này thành chữ delete. Wow, sao không tìm thấy ta? À, delete product. Sao chưa có hàm delete nhỉ? Base model. Chưa có hàm ấy hả? Chém. À, chưa có hàm delete. Thì viết hàm delete. Rồi xong. Xóa chưa? Sáu nhá. Nokia nhá. Được chưa? Rồi chúng ta chỉ cần thêm cái nút delete vào là xong thôi. Đây là cái logic của nó luôn luôn bắt đầu từ cái URL này. Sau đó là chọn một cái controller và chọn một cái hàm nằm trong controller nào đó để xử lý logic cho chúng ta ở trong đấy. Ở trong đấy chúng ta thích tương tác với mô đồ nào hoặc là thích làm gì chúng nó cũng được. Cần thiết thì trả về view hoặc là về một cái đoạn text. Cần thiết thì trả về một cái redirect là header location đi đâu đó là xong. Cái nào? Ai chào bà? Như nào? Như nào? Đây à? Cái này à? Đây á? À? Thay cái này bằng cái chéo đi. Để xem nhé. Yên tâm, cái ông nào? Tôi sẽ có cách giấu các cái index.php đi cho các bạn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Giờ giấu đi câu không hiểu gì luôn. Dạ yên tâm, cứ thông thả. Cứ thông thả, chưa phải vội. Biết nghĩ đến cách giấu đi là tốt, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Hả? Không. Đây này, trước hết các bạn là cứ làm cái việc dễ đấy. Đây là chúng ta ứng dụng cái mô hình MVC về cơ bản là từ đâu gọi đến controller, trong controller có thể gọi đến mô đồ như thế nào, trả về view như thế nào, đạt được thế đó. Chưa cần thiết phải đi cao đi siêu là từ từ. Chúng ta làm được cái việc từ nãy giờ ấy, cái việc đầu tiên tôi làm ấy, nó là tôi làm được cái việc cực kỳ quan trọng mà các bạn không nhận ra. Qua đề này. Bây giờ chạy một cái logic từ đầu đến cuối, có nghĩa là có thể là trả một cái view hoặc là trả một cái
string hoặc là return ra một cái redirect từ một cái đường dẫn khác. Có cái việc có cái request nào không đi qua index.php? Có cái nào không đi qua index.php? Có. Thử nghĩ nhé, có cái nào không đi qua index.php không? Tôi ý tôi muốn nói là trả ra đến view có request nào không đi qua hay đây thì không thì đấy là tại sao đưa đi qua cái index này tôi gọi là nó là quan trọng. Chúng ta để ý này, khi project của chúng ta đi hết một mối, tức là bao nhiêu request gửi vào ấy, thì nó đều phải lọc qua một cái phễu, cái thắt cổ chai ấy là cái file index.php. Chỉ cái này có điểm lợi gì? Không phải lợi ít đâu, mà cực kỳ lợi luôn. Ở đâu? Khi đi qua index.php ở đây rồi, chúng ta có thể viết, chúng ta có thể nắm được cái luồng dữ liệu bắt đầu đi từ đâu, luôn luôn đi từ index, sau đó đến controller thì dựa vào cái này hoặc cái này thì là mình viết được controller này, đúng không? Thì tôi sẽ viết lại cái sơ đồ của cái mô hình nhà DC cho chúng ta xem có đúng không nhé. Và dựa vào cái này sau này chúng ta đi debug code hoặc là tìm lỗi hoặc là xây dựng mới nó rất là dễ. Cái đầu tiên nhận dữ liệu chính là request gọi đến server thì sẽ đi đến thằng index .php. Từ index.php này chúng ta mới đẩy về controller. A controller, B controller, C controller. Đây là những controller khác nhau phụ thuộc vào cái logic các bạn muốn xử lý ở đâu. Trong các cái hàm này đều đưa về những cái function. Đây là function nằm trong mỗi file nhá, chứ không phải là đưa anh phải qua chung một function đâu. Từ function này chúng ta có thể là từ function này chúng ta có thể là call từ A model, lấy dữ liệu từ B model, lấy dữ liệu từ C model, đúng không? Và thằng này nó có thể return, có thể hiển thị ra một cái view, một cái giao diện, một cái stream, một cái hoặc là redirect. Redirect là chuyển hướng sang đi. Đây là chính là cái sơ đồ của cái APC chúng ta. Đây là C, M, đây là V, MVC. Nhưng mà phải có một cái thằng là cái thằng thắt cổ chai ở đây, đúng không? Thắt ở cổ chai thì chúng ta không biết được lợi gì. Sau này chúng ta sẽ có mong muốn có những cái hàm thế này. Sau này chúng ta sẽ mong muốn có những cái hàm khi mà viết ra ở một chỗ rồi nó dùng cho toàn bộ, nó rất thích dùng chỗ nào thì dùng. Có chứ. Ví dụ như là chúng ta muốn áp dụng session, còn nhớ cái session không? Để dùng được session thì chúng ta phải viết cái gì ở đầu ngoài? Session trừ start ở mỗi file mà chúng ta muốn dùng, đúng không? Bây giờ các file này có nên cần không? Tôi biết mỗi cái session start được đưa lên trên index.php thì là tất cả các cái file ở phía sau đều được áp dụng cái session luôn, xong chưa? Bây giờ tôi viết thêm một cái hàm nữa. Ví dụ tôi có một cái hàm tôi rất hay dùng ở trong Laravel, đó là function DD, là viết tắt của Dumbdy. Đây, các bạn coi tôi mở cái index này ra tôi xài nhé. Wow, xong có ta DD product
home controller index. Và đầm chưa xếp, đây chưa xếp. Thấy không? Tôi dùng, tôi viết ở index nhưng mà tôi dùng ở đoạn sau. Rồi tôi thích thì tôi để cho nó đẹp thì tôi có echo ra đây nữa. Một cái pre. Đủ đẹp chưa? Bây giờ tôi thích dùng, tôi không thích dùng cái hàm này ở ở controller nữa mà tôi thích dùng nó ở view. Ví dụ homepage. Tôi dùng nó ở đây. DD cái products. Kết quả tương tự đúng không? Hoặc là tôi DD1. Chỉ đơn giản là dừng lại ở đâu đấy để kiểm tra thôi. Tăng giá trị và hiển thị dữ liệu thôi. Được chưa? Tôi có thể làm được cái việc này nếu mà tôi đưa về. Và cái quan trọng nhất đó là chúng ta nắm được cái thứ, một cái thứ. Nếu mà nãy giờ chúng ta hiểu những cái gì tôi nói thì là chúng ta nắm được cái thứ mà người ta gọi là Life cycle. Sau này khi các bạn vào một framework nào đấy hay hay tiếp nhận một công việc nào mới thì các bạn bao giờ cũng vậy. Cái đầu tiên các bạn cần phải đi đọc ấy, đó chính là cái thứ đó là life cycle project. Cái luồng dữ liệu của các bạn sẽ đi qua những cái file nào, bắt buộc phải đi qua, nó sẽ phân tán phân nhánh ở những cái chỗ nào và có thể trả ra cái gì lấy dữ liệu từ đâu. Cái này gọi là life cycle. Khi các bạn nắm được life cycle, các bạn muốn thêm sửa xóa gì, được chưa? Đấy là nội dung mà bộ nội dung của cả ngày hôm nay hết phim. Bây giờ đến lượt các bạn thử đó, làm đi, làm lại cho tôi những cái việc tôi vừa mới làm cho bạn user. Đấy, user sẽ về cho cái đối tượng này, tự mình tạo ra các cái URL mới, tự mình viết ra những cái giao diện mới. Làm đi, tôi sẽ có định nghĩa cho các bạn những cái URL như sau. Đây là trang chủ đúng không? Tôi sẽ có thêm trang là trang case user sc break case user trừ detail 2. Cái này tôi comment vào đây là hiển thị danh sách. Đấy, làm cho tôi hai cái URL này. Làm đi.
À quên, để đẩy cốt lên ạ. Lên rồi, cô lên rồi đấy. Thank you.
Hả? Áp rồi, L09 đấy. Nhập thì quái được. Anh em là 123 11 rồi nhé. 123 11 đây. Ờ hả? Đâu ta? Này là cái gì? À đây. Lên rồi.